Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay Kimberly chia sẻ cách pha cà phê đậm đặc cho những người nghiện cà phê nha. Thì đây là cà phê Kimberly xay, cà phê Starbucks á, cà phê hạt đó mình xay. Mỗi ngày mình trước khi mình uống mình xay nó sẽ đặc biệt thơm hơn. Thì dùng cái máy Magic Bullet này xay nè. Đây, bây giờ Kimberly sẽ cho vô cái phin Việt Nam mình nè ha. Mình sẽ cho vô đây 3 muỗng đầy như vậy. Ba muỗng đầy ha. Tùy theo các bạn uống nhiều uống ít nữa, nhưng mà thêm đây cho 3 muỗng này đi. Đó, mình dặn sát xuống 3 muỗng đầy dung luôn nghe các bạn. Dặn sát xuống ha. 3 muỗng canh đầy dung á. Rồi đây là nước sôi. Các bạn sẽ chế nó vô. Như vậy các bạn chế đủ tới cái mực nước thôi. Cái này đây nè, nó trên cái mặt của cái phin chút xíu. Xong mình để đây 5 phút, để đây cho cà phê nó nở ra đó các bạn. Này là nước sôi nha, nước thiệt là sôi nói. Còn ở đây là Kimberly có muối. Đây là 1 tablespoon đường. Mình cần sữa đặc ha. Mình cần sữa béo half and half nè. Đặc biệt là mình có rượu rum, coffee rum ha. Đây là muối mà là phải là muối biển nha các bạn. Rồi bây giờ Kimberly đợi cái này 5 phút cho nó nở ra. Mình sẽ lấy cái nắp mình đậy lại cho nó đừng có bay hơi nóng ra đó. Trời giờ đang lạnh lắm. Để 5 phút cho nó nở cà phê ra rồi bắt đầu Kimberly mới cho nước sôi thêm nữa. Rồi các bạn ơi, bây giờ cà phê nó chảy nước hết rồi nè ha. Này. Giờ các bạn cho vô đây cho Kimberly đường nè. Cái này hồi nãy Kimberly đang bên kia là một muỗng canh đường đầy đó, 1 tablespoon á. Cho vào đây 1 muỗng canh đầy sữa đặc nha. Đó. Lấy muối nè, dùng 2 ngón tay thôi, nhấm nó lên. Đây, nhiều muối vô. Nhớ là muối bọt biển nha các bạn. Cái màu nó sẽ sậm như vậy ha. Đây là sữa half and half đó, sữa béo đó các bạn. Cho vô đây cho Kimberly 2 muỗng canh. Nếu mà các bạn muốn uống béo nhiều thì các bạn cho 3 muỗng, ok? Còn không là 2 muỗng. Giờ các bạn cho vô đây 1 muỗng canh rượu rum. Nó sẽ làm cho cái mùi rất là thơm, rất là đặc biệt đó. Cộng với cái muối biển, cái đó là 2 cái secret của Kimberly, ok? Đây, cái màu nó sẽ như vậy. Giờ mình sẽ lấy đá mình bỏ vô nha. Giờ Kimberly sẽ lường thêm nước nóng cho các bạn xem nha. Đây, nó rút hết nước rồi nè. Giờ Kimberly sẽ lường 3 phần 4 khắp nước nha. 3 phần 4 khắp nước sôi á. Hồi nãy mình đổ vô đây chừng 1 phần 4 khắp nước sôi rồi. Thì thêm ly đổ 3 phần 4 nữa các bạn nào nha. Rồi. Các bạn lường thêm 3 phần 4 khắp nước nữa. Tức là tổng cộng á, là 1 khắp nước. Lần đầu tiên mình sẽ lường 1 phần 4 khắp nước. Lần thứ hai mình cho thêm vô 3 phần 4 nữa nha.
giờ đợi nó nhiều xuống. Ở dưới các bạn cho đá cục nha, ở trên một ít cho đá xay hơi nhuyễn, tự làm cà phê Starbucks ở nhà mà cái taste nó rất là ngon theo ý của mình. Mua ngoài Starbucks không có cái recipe này đâu. Bài Kim tự làm. À, giờ các bạn bỏ vô. Vừa rẻ vừa ngon. Còn lại mắt lại. Cái ly này là để nó giữ lạnh đó các bạn, mình uống lâu được. Nó không có tan đá. Trước khi uống các bạn lắc nó lên. Lắc chừng 20 lần vậy đó. Cái bọt nó sẽ lên nè. Các bạn thấy cái bọt nó lên không? Là rất là ngon. Thì mình lắc lắc gì để cho cái đá của nó nó lạnh lên. Nó lên bọt nữa. Đây, Kim Ly mời các bạn nha. Mình uống thử miếng. Rất là đậm nè. Thơm mùi rum, đủ rum. Hơi đắng đắng. Đắng đắng mà rất là đậm đà các bạn. Kim Ly mời các bạn nha. Các bạn thử pha đi. Bảo đảm uống xong ghiền luôn. Ok, Kim Ly chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Bye bye. Thank you for watching.